quay trở lại với kênh youtube.com chí chị tin vừa và chị tin đen sao cao tốc sao thấy đoạn này nó tấp nập rồi hơi bị đứng xe hai bên luôn đây cũng xe di chuyển chậm đây cũng vậy luôn không biết có sự cố gì chứ không ờ đó cái mon đó cả Con nghĩ đâu cha, con nghĩ á. Con nghĩ kẹt 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 nè.
rớt mạng nè, để cho anh reset lại mạng nha. Đừng đừng ấy nữa, từ từ để cho reset lại. Xin đàng hoàng đi. Chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ Chí Tiền Dừa và xin chào, bye bye.